Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, cách đây đúng 70 năm vào ngày 11 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã." Đấy là trích đoạn trong bức thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã của Bác. 70 năm qua, hợp tác xã đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, cả nước đã có hơn 18.000 hợp tác xã, 150.000 tổ hợp tác, tạo việc làm cho hơn 13 triệu thành viên và người lao động. Trong nông nghiệp, đã có hơn 10.400 hợp tác xã. Và năm nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xem là năm mục tiêu để xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản. Tối hôm qua mùng 10 tháng 4 tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Năm 2016, tỉnh Kiên Giang vinh dự được đăng cai và phối hợp với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương trọng điểm du lịch trong nước, tổ chức năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Khám phá đất phương Nam. Việc tổ chức sự kiện quan trọng này nhằm giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và tỉnh Kiên Giang, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh, bền vững, mở rộng hội nhập quốc tế. Theo Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây thì vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị tụt giảm lượng nước ngầm xuống chỉ còn khoảng 15 mét. Nếu như trước kia chỉ cần đào sâu khoảng 100 mét là đã có thể khai thác được nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, ngày nay thì phải đào sâu đến gấp đôi. Một trong những nguyên nhân khiến cho suy giảm nước ngầm đó là do nạn khoan giếng quá mức. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì có khoảng 400.000 giếng khoan khai thác nước ngầm do người dân tự đầu tư và hàng trăm trạm cấp nước tập trung. Ước tính rằng tổng lượng nước ngầm khai thác toàn vùng là trên dưới 1 triệu mét khối một ngày. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 10 tháng 4 đã cảnh báo châu Âu hiện đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn từ các phiến quân cực đoan. Tuyên bố trên được Thủ tướng Pháp đưa ra sau khi mà cơ quan công tố của Bỉ cho biết mạng lưới các tay súng khủng bố thực hiện loạt vụ tấn công tại Bruxelles, Bỉ đã từng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới nhằm vào thủ đô Paris của Pháp tiếp sau loạt vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Phát biểu nhân chuyến thăm Algeria, ông Van cho rằng thông tin nêu trên chứng tỏ mối đe dọa khủng bố đối với châu Âu, đặc biệt là Pháp, vẫn còn rất lớn. Sau đó, ông Van khẳng định nước Pháp sẽ tiếp tục hành động để đối phó với khủng bố, đồng thời phối hợp với giới chức của Bỉ để tiến hành điều tra về các phần tử có liên hệ với hai loạt vụ khủng bố tại Paris và Bruxelles. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm qua cũng đã khẳng định Tehran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này. Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Estonia, ông Marina Kajuran, ông Zarif cho biết chương trình tên lửa của Iran là vì mục đích quốc phòng. Ông Zarif cũng khẳng định Mỹ, quốc gia luôn chỉ trích chương trình tên lửa của Tehran, không nên đưa ra những cáo buộc sai lầm về Iran, mà thay vào đó Washington cần giảm việc bán vũ khí tại Trung Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 7 tháng 4 vừa qua cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran để giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble đang lên một kế hoạch nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế, rửa tiền sau vụ hồ sơ Panama bị tiết lộ gây chấn động thế giới vừa qua. Theo đó, thì Đức dự định lập hệ thống danh sách chống rửa tiền, trong đó có toàn bộ cơ cấu của một doanh nghiệp cũng như những người được hưởng lợi về kinh tế trong doanh nghiệp đó. Kế hoạch trên được cho là sẽ giúp ngăn chặn việc che giấu tài sản và tiền của các tài khoản bình phong ở nước ngoài. Ngoài ra, Đức cũng có ý định rằng trừng phạt nặng các doanh nghiệp hay ngân hàng có hành vi trốn thuế, cũng như ủng hộ việc thiết lập một danh sách đen trong vấn đề này. Ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã thông báo quyết định từ chức. Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình, Yatsenyuk cho biết vào ngày 12 tháng 4, ông sẽ đệ đơn xin từ chức lên Quốc hội. Thông báo từ chức của ông Yatsenyuk được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu Thủ tướng Yatsenyuk từ chức do người dân mất niềm tin đối với ông này trong cuộc chiến chống tham nhũng và khắc phục tình trạng trì trệ của nền kinh tế Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.